Vâng, Nam Tép kính chào tất cả các bác nhé. Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Thì trước mặt các bác đây là một lô loa, phải nói rằng là một lô loa rất chi là đẹp và hàng cực kỳ là chất. Loa này có tên là Mango. Thì model của nó là V12MK2 các nhá. Đây là một loa model trong phân khúc gọi là cao cấp của hãng Mango. Thì cái lô hàng này thì nó tổng cộng là 31 đôi là đồng bộ luôn, cả đẩy, cả vang, cả mic đấy và loa đấy. Thì bác nào mà muốn xem về đồng bộ setup cái dàn này thì các bác có thể lên kênh YouTube của em, kênh Nam Tép Âm Thanh. Em đã test đồng bộ cả về chất âm, cả về giới thiệu và rất chi tiết về cái dàn này. Thì các bác có thể là vào kênh của em, hoặc là vào phần mô tả của video này, hoặc là các bác có thể là vào click lên cái đường link ở phía trên trên màn hình của các bác, ở trên góc phải màn hình ấy, thì cũng là vào cái đường link đó. Các bác có thể là quan tâm thì các bác có thể vào đó để chúng ta xem cái lô này. Thì bây giờ hôm nay clip này thì mục đích của em là sẽ giới thiệu mình loa thôi. Sẽ giới thiệu lần lượt, và hôm nay là chỉ giới thiệu mình loa. Bác nào mua loa em cũng bán, mua đẩy cũng bán, mua vang cũng bán, và mua mic em cũng bán, tức là bán hết, không có chừa cái gì đấy. Thì lô loa này thì như hôm qua cái clip em cũng đã giới thiệu rất kỹ rằng là cái lô này thì phải nói là một cái lô loa mà chưa bao giờ mà bọn em theo đuổi nó lâu đến như thế, tức là trong vòng gần một năm rồi là theo từ khi mà nó bắt đầu về hàng về bên Đông Hưng Trung Quốc. Thì tuy nhiên là chủ bên đó này là một cái ông gọi là nhiều tiền và cũng rất chỉ là bất cần đời, bán giá rất cao và không hề giảm. Tức là nếu như mà đăng cái lô này lên thì tất cả những anh em thợ đã đi mua hàng, đánh hàng ở bên Trung Quốc thì đều biết cái lô này nó nằm trong kho rất chỉ là lâu. Tuy nhiên là giá của nó rất chỉ là cao, không lấy về được, tức là không ai dám bỏ tiền về ba nhập về bán, rất khó, rất cao. Và em lần trước em ra mình ngoài đó, em sang mới đó thì em đã thấy rồi. Và có quay clip cách đây 8 tháng, có quay cái clip mà dẫn các bác đi thăm chợ âm thanh Trung Quốc ấy. Đấy, em đã quay cái lô này rồi, và hôm nay đã 8 tháng, 9 tháng rồi, và lần này mới được chốt được nó. Thực ra này cũng được giảm một chút thôi. Tuy nhiên là cái thời điểm này thì là pin nó dễ, tiền chung nó xuống thấp thì nó cũng giảm được một ít, thì bọn em quyết định là đem nó về để phục vụ các bác đồng bộ luôn. Tuy nhiên là về cái này thì bọn em sẽ xét lẻ ra bán. Ai mua cái gì thì bán đó thôi chứ không cần bán cả bộ. Tuy nhiên là bán cả bộ, bác nào mua đồng bộ thì em sẽ setup và dàn của nó là 22.500, cực kỳ là cao cấp luôn, bao hay và loa bao đẹp zin. Nói chung là cái lô loa này thì là hàng bãi chất chuẩn của nó luôn. Tuy nhiên là nó thì đây, nó mới dùng lướt thôi, thùng gỗ rất là đẹp, hầu như là chưa có một cái vết gì gọi là nó chảy xước quá nhiều. Hàng là rất đẹp cả về nội thất và ngoại thất, rất chỉ là đẹp đấy, nó chỉ là hơi bám bụi. Theo em biết thì cái lô này thì hầu như là họ mới dùng trong vòng là chưa được một năm gì đấy, thì đóng cửa thì họ thanh lý toàn bộ, cho nên mà từ đẩy vang mic thì là rất chỉ là đẹp, đồng mới chỉ là cái mic hát họ còn cái dọ mic nó còn chưa bị bám bẩn nhiều, thực chất là nó thế. Còn cái vang cái đấy thì mới tinh, loa thì hầu như mới tinh, các cái vết chảy xước cái đa số là trở về thôi. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua về cái thương hiệu Mango này. Mango thì nó là cái thương hiệu gọi là tiếng Anh gọi là quả xoài. Đây, cái logo của họ thì là hình quả xoài. Đấy, hình quả xoài. Này. Đây là một cái thương hiệu cao cấp của Đài Loan. Hàng của Đài Loan, made in Đài Loan. Tuy nhiên là cái dòng này thì nhà máy nó cũng sản xuất tại Trung Quốc. Nó nói là cái thương hiệu của Đài Loan, và hàng này thì đã có nhà phân phối chính thức ở Việt Nam. Nhưng cái loa mới này hiện nay các bác mua nó giờ tầm 30 triệu các bác nhá, 30 triệu một cặp này. Hàng chính hãng của nó hiện nay. Tuy nhiên là hàng bãi thì em sẽ bán cho các bác là giá nó rẻ hơn, 12 triệu một cặp. Đấy. Một cái thương hiệu loa của Đài Loan mà 30 triệu là một cái thương hiệu không phải đơn giản các bác, không phải một cái dòng loa nó đơn giản đâu. Loa Nhật nhiều khi là như những cái dòng loa của Nhật giá chưa chắc đã bằng loa này. Nên như ta biết là hàng của Đài Loan thì nó cũng sánh ngang với Nhật thôi. Đấy, hàng xịn. Thương hiệu của Đài Loan này nó khác hoàn toàn với Trung Quốc. Thì loa này nó về thiết kế thì đánh giá là đẹp 10 điểm. Kiểu thiết kế rất là đẹp ạ. Thứ nhất là cái mặt e-căng của nó làm kiểu là kim cương. Đấy, nó vát kiểu kim cương. Đấy, nó vát treo vóc đây. Ở giữa nó có điểm nhấn, nó có một cái miếng mạ màu vàng.
Đấy, chúng ta thấy là đằng xoài này đây đấy, nó rất sáng long lanh luôn, đẹp. Ở trên ở dưới nó đều có các cái ốp ốp mà nó có điểm nhấn, nói chung là nó có điểm nhấn so với nhưng mà đơn giao điệu giống như dòng lò khác. Lò khác ví dụ như nó làm e căng nó chỉ có một màu, nó rất là đơn điệu. Lò này thì về thiết kế nó rất là đẹp, em đánh giá là 10 điểm về thiết kế dòng lò này. Về chất lượng của nó thì đã được khẳng định rồi, nhưng mà về thiết kế của nó là rất quan trọng. Và đây một cái dòng loa mà hiếm hoi trên thị trường mà em đánh giá nó là về thiết kế nó đạt được 10 điểm. Thứ nhất là về kiểu dáng của nó đẹp, ê căng đẹp, kiểu thùng cân. Đây kiểu thùng cân đấy. Thùng cân đây. Đây. Thùng cân mà thùng rất sâu. Tứ bát của dòng này các bác không phải lo. Này. Ở trên này thì nó bị mất hai nóc rồi, giờ nó bắt cái lỗ treo, cái lái giá treo này, này. Đây nó hai nóc này thì bị mất hai nóc đó. Thì nó sẽ treo đứng, lo này nó bị treo đứng. Ở bên hông nó cũng có cái lỗ để chúng ta treo. Này. Treo bên hông này. Bắt nằm ngang. Đấy. Chúng ta bắt ngang hai bên. Và bên hai đây là sườn thì nó cũng có in cái chữ Mango. Hai bên đều có cả, và cái này nó cắt bằng CNC. Rất là đẹp. Đấy. In hẳn lên trên đây, mà thùng này là thùng gỗ các bác nhá. Thùng gỗ chứ không phải là thùng giấy. Thùng giấy thì không chơi được, nhưng mà thùng gỗ thì rất là đẹp. Đấy. Bây giờ em sẽ tháo phần nội thất cho của nó ra cho bác xem nha. Rồi, đây là cái nội thất của nó mà bên em tháo ra nhá, mà các bác chúng ta bắt đầu cùng xem cái phần nội thất của nó nhá. Đây cái căng của nó đây. Cái căng của nó đây. Đẹp dã man luôn đấy. Đây kia càng đây để em quay chi tiết kia càng cho bác xem. Dày lắm. Đây. Đây càng đây. Đấy, các bạn thấy đây. My Mango. Quả xoài. Biểu tượng quả xoài. Đấy. Đây có một cái màu vàng nhấn ở giữa. Phía trong này là nó có. Đây nó có lưới tản nhiệt đây. Đấy. Nó có lưới, lưới này là lưới lọc bụi nhé. Nhỏ lưới lọc bụi đấy. Logo này có thể xoay được các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo nữa là phần đây. Khám phá lần lượt các bác nhé. Bây giờ sẽ đến là cái bát. Cái bát của nó thì bát của nó là bát đây. Chúng ta thấy là bát rất xịn. Màng xịn nhá. Gân xịn. Gân này gần có dầu dưỡng gân. Đấy. Chưa hề có một gọi là bụi gì bám vào trong đây. Các bác thấy là nòng tinh 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 luôn. Lò này thực sự là mới dùng dùng rất là ít. Đấy, chúng ta thấy. Đấy. Đấy cái này keo này. Kiểu dốn là kiểu đổ đúc luôn thế này nhá, không bao giờ mà có khả năng xả để mà làm lại được. Làm lại là có vết. Đấy, chúng ta thấy không? Kiểu đổ đặc luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, gần này, gần 26, gần này là nó kép rất thích. Gần này nó hay ít bị hư, nó không bị trùng gần. Đấy. Để em quay em lật ra cho. Đây, cái từ của nó là từ 19 các bác nhá. Từ to vật vã luôn đây, tháo đây. Đây, từ đây, rất là đẹp luôn nhá. Đây cái từ của nó phải nói là từ cực kỳ là lớn luôn các bạn, từ 19 này, hơn 19 ấy, 19 năm ấy. Đấy. Trên từ chúng ta thấy là có tem của Mango. Đây. Cái này là Mango V12F. V12LF các bác nhá. Đấy. Tên của nó là thế. Và chúng ta thấy rằng là hàng Mango, hàng xịn của nó chúng ta thấy rằng là nó có thêm cái tem phụ đây. Và cái tem 7 màu đây. Đây cả tép cả bát, tất cả những hàng Mango hàng xịn của nó đều phải có cái tem này dán nhé. Đây cái tem 7 màu ở đây. Đây chúng ta thấy. Đây nó có tem này. Và tiếp theo nữa là đây, một cái đặc điểm để chúng ta nhận biết là màng loa xịn hay không, đây nó phải có chữ dập ở trên đây nhé. Màng loa có chữ như thế này nhé. Tất cả những cái video bên em đều nói về cái vấn đề này. Chúng ta để ý rằng loa xịn hay không và màng có xịn hay không là phải có màng có chữ. Đầu này là màng USA. USA 1502 151225 không biết ký hiệu là gì, nhưng mà tức là đây cái chữ này là chữ ký hiệu để là màng màng xịn các bác nhá. Đấy, chúng ta để ý là tất cả những cái video mà bên em đã từng làm về loa loa full nhé, là luôn luôn là em nhắc đến cái vấn đề này. Nếu như mà màng loa đều sẽ không bao giờ có cái chữ dập ở trên màng như thế này. Đó là một cái đặc điểm mà rất dễ để chúng ta phân biệt là loa xịn hay không mà màng có tốt hay không. Về keo cổ loa. Con này thì keo cổ loa, loa của nó là côn là 76 các bác nhá. Nhưng mà cái này em ấn tượng nhất của nó là thế này. Cái râu của nó chưa bao giờ thấy cái râu mà nó to như thế này. Như cái chảo là cột cột con trâu ấy. To kinh khủng luôn. Này râu này đánh đến đời nào đắt đến đất. Chưa biết khi nào râu này mới đứt được. To kinh khủng luôn. Thậm chí là loa súp em chưa thấy có cái loa nào mà nó làm cái râu to như thế này. Cái dây to kinh khủng luôn đấy. Như một cái sợi cáp này, chúng ta thấy khó lắm. Đấy, bát loa. Đấy.
Đây là cái tép loa này. Đây, tép loa của nó đây. Tép này tép từ 14. Đây, nó cũng là Mango V12HF. V12HF. Coi nhá. Cái V12HF này nó là ký hiệu của loa tép các bác nhá. Đây này, Mango V này, V12 tức là 10 để dùng cho ba loa 12 inch tức là bass 30. HF tức là chữ viết tắt của chữ 2W tức là tần số cao, tức là đây là loa tần số cao. Còn đối với loa bass thì nó sẽ là L pass tức là V12 LF tức là low pass. Low pass tức là loa tần số thấp. Đấy, nói ý nghĩa là như thế. Về tiếng Anh ấy. Và tiếp theo nữa là về phân tần của nó. Đây. Phân tần của nó thì con này phân tần của nó thì nó không hầm hố như những dòng loa khác, vì là nó thiết kế hầu như nó tập trung vào về cái phần bass, phần tép rất chi là nhiều. Đây chúng ta sẽ xem cái phân tần của nó đây. Tuy nhiên là phân tần của nó thì toàn bộ là những cái linh kiện xịn, chúng ta để ý nha. Nếu như bác nào mà để dùng rồi thì chúng ta sẽ để ý thấy những cái con chở và con tụ đây. Con tụ của những cái thương hiệu lớn này chúng ta thấy này, đây AR. Đây. Những cái dòng loa xịn nó mới dùng đến những cái con tụ như thế này các bác nhé. Đấy. Loa này thì cực kỳ hay, bán là chính sách là bao hay rồi các bác này. Các bác không phải lo về cái vấn đề hay không hay ở đây. Đấy. Đây con này có lỏng cái gì không? Loa phân tần này thì lo không lo đi là bị rơi, bị rụng gì hết các bác. Phân tần yên tâm. Loa cực kỳ là đẹp luôn. Bông tiêu âm này. Bông thủy tinh màu lông chuột. Giống gần giống như của B3. Tuy nhiên là nó không giống hoàn toàn như B3 các bác. Khá là giống. Đấy, thùng gỗ rất chi là chắc chắn này, thùng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chúng ta thấy thùng gỗ đẹp, đẹp lắm. Trước khi kết thúc video thì nhắc lại cái giá bán của cái loa này là em xin bán là 12 triệu bác nhá, và giá tại cửa hàng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em. Và loa này nếu như các bác mua ở trong khu vực ngắn thì không cần phải cọc, còn nếu như mà ở xa thì bắt buộc các bác phải cọc cho em, cọc tiền cho em mới chín hàng các bác nhé. Đấy, tại vì là cái hàng này là vận chuyển nó là khá là lớn, mắc tiền. Đặc biệt là trong khu vực phía Nam là nó cặp loa này vận chuyển mà bưu điện thì các bác cần lưu ý một tí là nó rơi vào tầm là 500 hơn 500 ngàn, có thì đến 600 ngàn thì đường bưu điện cặp loa này. Còn nếu như gửi xe thì nó rơi vào 300 ngàn, 300 hoặc là hơn 300 gửi xe khách. Đây các bác, đó là chúng ta là cái cước của nó là để chúng ta cân nhắc một chút nhá trước khi mua nhá. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.